Cuộc sống hiện đại, nhu cầu sử dụng điện tăng cao dẫn tới tình trạng hoạt động sản xuất điện từ các nguồn thủy điện, nhiệt điện ngày càng tới hạn và tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiên. Trước thực trạng đó, giải pháp năng lượng xanh thân thiện với môi trường từ điện mặt trời đã trở thành giải pháp tối ưu cho mọi doanh nghiệp và hộ gia đình. Tiên phong trong giải pháp ứng dụng điện năng lượng mặt trời phải kể đến thương hiệu SecoSolar, một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc cung cấp, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam. SecoSolar không chỉ đơn thuần mang tới giải pháp tiết kiệm điện cho doanh nghiệp và hộ gia đình, mà còn mang tới các giá trị thiết thực khác, góp phần nâng tầm thương hiệu và bảo vệ cuộc sống xanh trong tương lai. SecoSolar được thành lập vào ngày 18 tháng 6 năm 2018. Trong thời điểm bùng nổ về nhu cầu sử dụng điện và tình trạng thiếu điện cục bộ xảy ra tại một số thời điểm trong năm, cùng với giá điện sinh hoạt kinh doanh ngày một tăng cao, giải pháp điện năng lượng mặt trời đã trở thành lựa chọn ưu tiên của các doanh nghiệp và hộ gia đình với các ưu điểm như tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng, giảm nhiệt độ dưới mái và bảo vệ mái, góp phần bảo vệ môi trường. Thế nhưng, đây cũng là thời điểm cạnh tranh khốc liệt khi trên thị trường đang có rất nhiều doanh nghiệp phân phối lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Cùng với sự bùng nổ của ngành năng lượng mặt trời hiện nay ở Việt Nam ấy, thì công ty chúng tôi cũng có những cái dịch vụ đặc biệt dành cho khách hàng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Toàn bộ những vật tư chính của chúng tôi mang tới cho khách hàng đều nằm trong top 10 của thế giới. Công ty chúng tôi thì có đầy đủ cái đội ngũ từ thiết kế lên phương án, khảo sát trước khi lắp đặt và thi công một cách chuyên nghiệp và bài bản để đảm bảo cho tính thẩm mỹ cũng như là cái hiệu suất của hệ thống lúc nào cũng tối ưu nhất. Song song với đó là các dịch vụ hậu mãi, dịch vụ sau bán hàng, dịch vụ bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng luôn luôn làm hài lòng tất cả các khách hàng. Để hiện thực hóa tầm nhìn trở thành thương hiệu top 5 trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời ở Việt Nam, cùng với sứ mệnh mang tới cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao với chi phí thấp, bà lãnh đạo SecoSolar đã hoạch định chiến lược phù hợp để mang tới những giải pháp tối ưu nhất, hướng tới lợi ích thiết thực của khách hàng và tạo dựng lòng tin của khách hàng với thương hiệu SecoSolar. Với phương châm, chất lượng khẳng định niềm tin, thương hiệu khẳng định vị thế, SecoSolar luôn cố gắng mang tới những công trình chất lượng phục vụ cuộc sống và các hoạt động sản xuất kinh doanh. Để khẳng định uy tín và thương hiệu cho lĩnh vực điện năng lượng mặt trời, SecoSolar đã hợp tác với những thương hiệu lớn và uy tín thuộc top các nhà sản xuất hàng đầu thế giới về tấm pin và biến tần. Cùng với đội ngũ nhân viên kỹ thuật, đội ngũ thiết kế dự án, tư vấn viên, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, có tay nghề kỹ thuật cao. Các công trình mang thương hiệu SecoSolar đã dần chiếm được lòng tin của nhiều khách hàng, đối tác lớn nhỏ trong và ngoài nước. Mọi khách hàng khi đến với SecoSolar đều nhận được sự tư vấn tận tình nhất, hợp lý nhất, tùy thuộc vào nhu cầu, mục đích sử dụng. Kèm theo đó, SecoSolar cũng tiến hành khảo sát thực địa tại hiện trường để kịp thời tư vấn cho khách hàng giải pháp tối ưu nhất phù hợp với thực địa khu vực của khách hàng. Sau khi lắp đặt, đội ngũ kỹ thuật của SecoSolar luôn theo dõi, kiểm tra bảo dưỡng, bảo trì hệ thống để đảm bảo hệ thống vận hành tốt nhất. Trong thời gian tới, công ty chúng tôi có định hướng phát triển để trở thành những thương hiệu top 5 về ngành năng lượng mặt trời ở Việt Nam. Hiện tại thì chúng tôi đang triển khai rất nhiều những cái dự án lớn, dự án 1M ở trong khu vực miền Trung, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Dương. Và song song đó chúng tôi triển khai các công trình dân dụng cho các hộ gia đình. Công ty chúng tôi thì có cả chi nhánh ở trong Sài Gòn, chi nhánh ở Đà Nẵng và trụ sở chính là ở Hà Nội. SecoSolar chúng tôi cam kết mang tới sản phẩm chất lượng nhất, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm, đó là những giá trị cốt lõi đã tạo nên một SecoSolar ngày càng phát triển chỉ trong một thời gian ngắn. Đánh dấu cho sự thành công ấy là những công trình điện năng lượng mặt trời từ Bắc vào Nam, từ những công trình dân dụng phục vụ gia đình cho tới những dự án công nghiệp có công suất lớn. Những công trình ấy không chỉ giúp cho khách hàng tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường mà còn có khả năng sinh lời khi có thể bán điện cho hệ thống điện lưới quốc gia. Và hơn hết, chính là sự khẳng định của một thương hiệu SecoSolar đối với sự phát triển của ngành điện năng lượng tái tạo trong tương lai. SecoSolar, giải pháp năng lượng cho cuộc sống.